Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DJ Eyebrow. Và chúng tôi vừa thực hiện xong ca lông mày cho một chị khách rất là xinh đẹp. Và trước khi trò chuyện cùng chị thì chúng ta hãy dành ra một ít phút để có thể quan sát cái tình trạng lông mày của chị trước khi trải nghiệm dịch vụ tại DJ nhé mọi người nhé. Và như mọi người có thể thấy đấy, cặp lông mày cũ của chị này, phần hai phần đầu lông mày cách xa khá là xa đấy, cách nhau khá là xa. Và ngoài ra thì phần khuôn lông mày, cái dáng lông mày của chị là bị cụp. Ngoài ra thì phần đuôi này rất là thưa, những cái phần thừa của lông mày thì mọc lởm chởm đó. Và chắc chắn là chị sẽ với cặp lông mày như này thì chúng ta sẽ không thể tự tin được, nên là ngày hôm nay chị đã quyết định tới DK để có thể tân trang lại cho cặp lông mày của mình đẹp hơn và tự nhiên hơn. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn kết quả nhé. Và tôi sẽ để hình ảnh before ở đây để cho mọi người có thể phân biệt được cái sự khác nhau như thế nào. Dạ em chào chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream để biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Mình tên là Quyên và mình đến từ Thanh Hóa. Vậy sao lý do vì sao chị Quyên lại biết đến như đây vậy ạ? Thật ra ban đầu ấy thì mình xem chủ yếu là ở trên Facebook. Sau đấy thì mình có một người bạn ấy cũng từng làm ở DK rồi và bạn ấy cũng rất là khen dịch vụ ở DK rất là đẹp, và mình cũng đã nhìn qua lông mày của bạn ý. Thì sau đó thì mình cũng theo dõi rất là nhiều các fanpage và các địa chỉ khác nhau ở Hà Nội. Nhưng mà sau một quá trình tìm hiểu thì mình cũng quyết định là đến DK, bởi vì lông mày thì rất là quan trọng. Nhưng mà theo mình thì mình nên sẽ chọn một nơi mà mình nghĩ là uy tín và mình cảm thấy tin tưởng thì mình sẽ đến. Và đó cũng là lý do mà khoảng cách địa lý xa như vậy mà chị cũng vẫn quyết định là đến DK để tân trang lại cho cặp lông mày của mình, đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì mình xin mời ống kính quay sát hơn một chút xíu nữa để mọi người có thể nhìn thấy được cái cặp lông mày của chị được biến đổi như thế nào nhé mọi người nhé. Đó, và theo như em được biết thì hôm nay là mình đã sử dụng công nghệ hair shop tại DK đúng không ạ? Và đây cũng là một cái công nghệ mà đang làm mưa làm gió tại DK và được rất nhiều các chị em ưa chuộng. Tình trạng da của chị rất là mỏng này, khi mà chị lựa chọn công nghệ này thì nó sẽ không hề gây tổn thương gì cho da, đặc biệt là không để lại sẹo. Với cái kỹ thuật mới, công nghệ mới và cái kỹ thuật của chuyên gia tại DK, thì như chúng ta có thể thấy là hai phần đầu lông mày này đã được cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Ngoài ra thì phần đuôi lông mày của chị cũng đã được thêm nhiều sợi, khiến cho sợi lông mày bay bổng hơn, đó, nhìn tự nhiên hơn rất là nhiều. Đó, và với cái cặp lông mày tự nhiên này thì khi mà nhìn qua thì chắc chắn là không ai có thể nhận ra đây là một cặp lông mày vàng. Rồi ạ. Vậy trong quá trình làm lông mày tại DK thì chị thấy thế nào ạ? Đầu tiên ý, thì mình thấy là dịch vụ ở đây thực sự là làm mình rất là ấn tượng, vì rất là tốt và cảm thấy rất là hiện đại. Còn dịch vụ của các bạn rất là chị chủ thì mình thực sự qua mình theo dõi ở đây thì mình cảm thấy rất là thích chị chủ, từ phong cách cho đến cách chị làm việc. Đó là một trong những lý do mà quyết định để mình đến DK để làm. Ngoài ra thì các bạn tư vấn viên ở đây cũng rất là nhiệt tình và tư vấn cho mình nghĩ là cũng khá là rất là hài lòng. Vâng, em cảm ơn em xin thay mặt DK, đội ngũ DK để cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành của chị. Vâng, và em cũng rất mong là sau ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu được nhiều bạn bè và người thân của mình đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại DK giống như chị ạ. Điều đó là chắc chắn rồi. Dạ vâng, và một lần nữa thì em xin chúc chị sẽ có một ngày Giáng sinh thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình ạ. Vâng, và nếu như tất cả các chị em cũng muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên và đẹp như chị khách xinh đẹp của DK này thì mọi người hãy đặt lịch ngay qua fanpage của DK hoặc là có thể gọi điện đến số hotline 0911310000. Và đặc biệt là để tri ân cho tất cả các khách hàng trong năm 2019 đã quan tâm đến dịch vụ tại DK thì DK xin gửi tới các chị em chương trình giảm 40% tất cả các dịch vụ, và chương trình này sẽ chỉ áp dụng từ ngày hôm nay cho đến ngày 6 tháng 1 thôi, nên là các chị em hãy nhanh tay đăng ký nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người ạ.